cháu Hương ơi. Dạ. Đi nhanh lên. Vâng ạ. Ôi bà ơi. Hả? Cái miếng thịt này là thịt gì mà to thế hả bà? Ô cháu, đây là miếng thịt bò đấy. Wow, thịt bò trông tươi ngon quá bà. À. Bà định làm món gì đấy? Hôm nay bà làm món bò nướng phô mai. Wow, bò nướng phô mai. Ừ. Bà món này ngon đấy bà. Ngon đấy. Thế bà cháu mình đi nhanh lên làm đi bà đi. Nặng lắm. Nhanh nha cháu ơi. Vâng ạ. Hai. Wow. Nặng lắm các cháu ạ. Xin chào tất cả các cháu đang quay trở lại kênh của bà Tân Vlog các cháu ơi. Wow, các cháu nhìn này. Đấy, hôm nay bà chuẩn bị một miếng tảng thịt bò 40 cân luôn đấy các cháu này, siêu to khổng lồ. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà sẽ làm món coi là bò nướng phô mai các cháu nhá. Đấy, cái món này là ngon đấy. Thì các cháu ạ, đây, gia vị như là có hành này, tỏi này. Đây, phô mai, không thể thiếu phô mai được. Đấy, các cháu thấy ngon chưa? Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ lọc thịt ra, sau bà coi là cuốn phô mai vào là nướng thôi. Đấy, đây này, các cháu ạ, nó có cái tí lớp mỡ này, bây giờ bà phải lọc đi nhá. Đúng rồi, bà phải lọc đi. Bà phải lọc đi các cháu này. Đây, để. Đấy, lọc đi các cháu này. Các cháu ơi, bà lọc bớt cái mỡ đi để ăn nó đỡ hôi mà nó đỡ béo các cháu nhá, nó đỡ ngấy. Các cháu ạ, hôm nay bà làm món bò nướng phô mai, nướng tảng này là hơi ngầu đấy. Bình thường là các cháu chỉ nướng những miếng béo vừa ăn thôi. Nhưng mà hôm nay là bà, đây các cháu mỡ này, đấy. Mỡ này. Bà chơi hẳn miếng 40 cân luôn. Các cháu nhớ phải like, chia sẻ nhiều giúp bà nhá, ủng hộ bà. Wow, các cháu này. Mỡ này, mỡ này bà cất đi để xào rau cải ăn cơm dần nhá. Bây giờ bà sẽ lọc bớt cái diềm này đi các cháu nhá. Bớt cái diềm này đi. Bây giờ bà sẽ lọc để rút cái vèo của nó ra nhá. Để lấy miếng thịt nó nguyên bản, sau bắt đầu cuốn vào ống tre là nướng thôi. Đấy các cháu ạ, lọc hết rồi đây các cháu nhìn này. Ui, cháu nhìn này, bà quay cho các cháu xem nhá. Ui, các cháu này, đấy còn cái phần thịt để sau là quấn vào ống tre đấy, cùng với phô mai đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Lọc lốt. Ui, đấy, các cháu thấy miếng thịt này ngon chưa? Wow, các cháu ơi. Yeah, miếng xương này đấy. Miếng xương này bà để sẽ làm nồi canh su hào khổng lồ các cháu nhá. Rồi, các cháu ơi, đây còn miếng thịt của bà đây, xem nào. Wow, miếng này là nướng phô mai đấy. Úi. Rồi. Cháu ạ, bây giờ bà sẽ đi tẩm ướp nhá. Sau bà coi là bỏ phô mai ở đây sau quấn vào ống tre là nướng thôi. Đây các cháu nhìn này. To chưa? Đấy. Đó, các cháu ơi, bây giờ bà giã hạt tiêu mới tỏi để tẩm ướp nhá. Đây hạt tiêu này, đấy. Rồi. Thôi, nhỏ rồi các cháu ạ. Wow, đấy. Bây giờ bà giã tỏi nhá. Lại tỏi tiếp. Rồi, nhỏ rồi các cháu ạ. Bây giờ bà bỏ vào khối nhá, bà đây nhá. Đấy, sao bà trộn đều lên, bà bỏ vào miếng bò à. Đây là hạt tiêu này, tỏi rồi là hạt tiêu này, đấy. Đây là ớt bột này. Wow. Rồi, đây là hành băm này, hành giã này. Wow. Đấy, đây là ngại này, các cháu này. Wow, ngại vàng đấy. Rồi, đây là mấy hạt muối này, các cháu này. Đấy, muối đấy. Đấy, rồi, sa tế này. Đấy. Đây là dầu ăn nữa này, bà cho tí dầu ăn vào nhá. Rồi. Bây giờ bà đảo đều lên nào. Wow, yeah. Các cháu thấy hấp dẫn chưa? Đấy. Lại còn phô mai nữa cơ. Đây các cháu ạ, nó đều rồi, bây giờ bà sẽ tẩm ướp vào miếng bò nhá. Bà chia đôi trôi ra. Đấy, làm hai mặt.
Đấy, các cháu thấy chưa? Đấy, lại sẽ cuốn phô mai vào. Cháu ơi, đấy, bây giờ bà tẩm ướp rồi, bà sẽ cuộn vào để cho nó ngấm gia vị nhá. Cho bà đi gióm bếp, sau lúc nữa là bà lại rắc phô mai lên nào. Thế nào, đấy. Wow. Rồi. Đấy, bà để đi, bà đi gióm bếp này. Lúc nữa bà lại cho phô mai vào, bà cuốn vào cây tre là nướng thôi. Các cháu ạ, à, xong rồi là cứ để cắt này ăn thôi, ngon đấy. Đấy, bà đổ phô mai đây các cháu này. Đây là phô mai sợi đấy. Yeah. Nó bông sợi thì ngon lắm này các cháu nhìn này. Lấy rắc vào miếng bò sau rồi cuốn ống tre lướng các cháu ạ. Ui, ngon đấy. Các cháu thấy chưa? Rồi, bây giờ bà sẽ bỏ vào miếng bò là. Wow, đấy. Các cháu thấy chưa? Yeah, ngon lắm. Cháu ở đây sau ăn bò nướng phô mai với bà nhá. Các cháu này. Đấy. Đấy. Các cháu ơi, chưa có bác nào liếng miếng bò nướng phô mai tảng to này đấy. Các cháu thấy chưa? Các cháu xem video này hay like chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Bà nướng mà mời các cháu tới thưởng thức với bà. Thôi, bây giờ bà sẽ bỏ cây tre vào đây bà cuộn thôi. Wow. Đấy. Đấy. Yeah. Ui, lặng này các cháu ạ. Wow, các cháu ơi. Đấy. Sao bà lấy dây bà bó nó vào. Xem nào. Wow. Đấy. Các cháu thấy chưa? Ngầu chưa? Yeah. Rồi, bây giờ bà lấy que xiên bà xiên vào nhá, để cho nó định hình lại. Ui, đấy. Rồi. Ui. Đấy. Wow, đấy. Wow. Xem nào. Ui, đấy. Wow. Chị ơi. Wow, rồi. Đấy, các cháu ạ. Các cháu ạ, bây giờ bà dùng dây bà bó chặt vào nữa. Đấy. Bó dây vào. Rồi các cháu này. Đấy. Tiếp. Bò nướng phô mai, cháu nhìn lại. Ý. Đấy. Các cháu xem video và nhớ like, chia sẻ, ủng hộ bà nhiều nhá. Đấy. Rít. Rồi, bây giờ bà sẽ mang lên nướng các cháu nhá. À, các cháu ơi, bây giờ bà mang bò vào nướng nhá. Đấy, ui ui. Hai bà phẫu thuật xong mãi giờ được như này thì các cháu này. Đấy, bây giờ bắt đầu quay nướng thôi. Đấy. Rồi, bây giờ bà bắt đầu quay nhá. Ai dạ. Đấy. Các cháu ạ, này là hơi lâu chín đấy. Đấy. Các cháu ơi, các cháu thấy bà sáng tạo không? Đấy. Lúc bây giờ là nó chín, nó bốc mùi là thơm phức ấy. Các cháu nhảy phô mai nó lại giò dỉ ra. Ui dồi ôi, ngon đấy. Đấy. Thơm đấy, lúc giờ thơm đấy các cháu ạ. Bà nướng rồi, bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Đấy, các cháu nhìn này. Đấy, cái tảng bò nướng phô mai của bà chắc phải có 2 tiếng đồng hồ mới được ấy. 2 giờ mới chín được các cháu ạ.
Nhìn phô mai nó cuốn mãi ở bên trong, nó nhiều lượt lắm các cháu ạ, nên là nó lâu chín đấy. Ô các cháu ơi, đấy mà quay được 15 phút để phô mai nó đã xì ra rồi các cháu ạ. Mà cái miếng bò nó đổi màu đấy các cháu ạ. Đấy các cháu nhìn thấy nó đang sủi lung tung này. Qua nó bập bùng này đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, nó nóng, nó áp lực, nó phùng hơi rồi đấy. Các cháu ạ, cái món này lại chấm với xì dầu, nó ủi ngon đấy. Đấy. Đây, các cháu nhìn này, đây là phô mai này, đấy, phô mai đấy. Phô mai nó đã ngấm cùng với gia vị cho là nó ra màu vàng vàng. Wow, các cháu ơi, ngon lắm, đấy. Nhưng không làm gì được, thôi. Chắc là nó ra nhưng cũng không hết được đâu các cháu ạ. Ôi, các cháu có thấy thơm không? Ngon đấy. Phô mai đáng nghĩa là nó trắng đấy, nhưng mà khi mà tẩm ướp là nó có nước sốt rồi nó lại ra màu vàng vàng ấy các cháu ạ. Wow, các cháu thấy hấp dẫn chưa? Đấy. Các cháu mà xem clip này hay like, chia sẻ video nhiều giúp bà nhá. Đấy, bà Lướng rồi, bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món bò nướng phô mai với bà nhá. Wow. Các cháu ơi, đấy, sau 2 tiếng đồng hồ rồi, bò cuốn ống tre phô mai chín rồi đây các cháu nhìn này. Phô mai nó sùi ra đấy. Thì bây giờ bà mang ra để thưởng thức nhá. Bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Món này ngon đấy. Thôi đi, cháu ơi. Bà chào tất cả các cháu nhá. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm xong món coi là bò nướng phô mai rồi đây các cháu này. Quận ống tre, wow, thơm lắm. Thì các cháu ơi, bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn với bà nhá. Bà cắt cho bà mời các cháu nhá. Để bỏ cây tre ra nào. Wow, thơm lắm các cháu ạ. À, nóng quá. Các cháu ơi, phô mai nó kéo sợi này. Wow, các cháu nhìn này, đấy, cái sợi ngon đấy. Rồi bây giờ bà bỏ cây tre ra là cho cháu đỡ bà một tay nào. Wow, cháu đỡ hộ bà tay nào. Úp miếng bò xuống nào. Wow, ui. Wow, đấy, vị bò lại vị phô mai. Đấy, đấy. Rồi, đấy, bây giờ bà thái ra bà mời các cháu nhá. Wow, bảo quá rồi. Wow, yeah, các cháu này. Phô mai kéo sợi này. Wow, yeah. Các cháu thấy hấp dẫn chưa? Đấy. Rồi, bây giờ bà cái cho mời các cháu nhá. Khả năng là bà cắt ra, bà mời các cháu là. Đấy, cháu đưa đĩa giúp bà. Wow, lòng lắm này các cháu này, ngon chưa? Đấy, cháu chuyển cho các em. Ai lòng quá, lòng quá, lòng. Wow, các cháu ơi, ngon lắm đấy. Rồi, đấy, này cháu Hương đưa cho các em. Ngon quá bà ơi. Ngon đấy. Đấy. Các cháu ạ, phô mai nó chảy tan ra đây rồi các cháu ạ. Thơm lắm đây các cháu nhìn này. Wow. Khi ấy này nó thơm lắm. Đấy. À, cắt ra những miếng vừa ăn thôi. Này. Đấy. Đấy, cháu Hương đưa cho các em. Vâng ạ. Rồi. Rồi, cháu đưa bà mượn đĩa nhá. Thơm lừng này, luôn bà. Thơm lừng luôn. Yeah, các cháu này. Ngon chưa? Đấy. Phô mai nó chảy tan rồi. Nó ôm vào miếng bò, thịt bò. Wow. Ngon đấy. Đây, các cháu này. Thấy chưa? Đấy. Thơm quá các bạn ạ. Đấy, bà thái miếng vừa ăn các cháu ạ. Rồi, là bà mượn đĩa nha. Đây, cháu. Đây, rồi. Chuyển xuống rồi. Đâu?
Có nước rồi ạ. Đấy. Cháu thấy chưa? Này cháu Hương. Wow. Hấp dẫn ngon đấy các cháu ạ. Đấy. Cháu nhìn thấy ngon chưa? Đấy, lại cháu Hương đưa cho các em. Thôi. Đấy. Đây các cháu này. Wow. Đây, phô mai nó chảy tô đây các cháu nhìn này. Đấy. Bây giờ này, bà lại cắt tiếp. Ngon đấy các cháu ạ. Trời. Này, cháu ơi, cháu đưa cho các em. Các cháu đủ chưa nhỉ? Rồi, bây giờ bà mời các cháu thưởng thức nha. Các cháu này, bò nướng phô mai này, chấm xì dầu này, bà mời các cháu nha. Bà mời các cháu ăn đi nha, thưởng thức nha. Thế là bà review à? Các cháu ơi, ăn vào thịt bò nó mềm trầu, nó lại ngậy ngậy vị phô mai, ồ tuyệt vời. Ngon lắm các cháu ạ. Các cháu ăn mày không? Mời cả nhà nhá. Bò rất là mềm, rất là thơm nhá. Mời cả nhà. Wow. Mời các bạn nhá. Ngon lắm các bạn. Cháu ăn mày nhá nhá, mới bảo cháu lại ăn hết thì mới ngon được. Các bạn nhá. Ngon lắm các bạn ạ. Ăn mày lên. Mời các bạn nhá. Các cháu mời cô chú cho cả nước nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Lâu lắm mới lên video mà Tân các bạn ạ. Lâu lắm mà cháu Cường Keng đấy. Ngon lắm các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, bà Tân cho mình một bát nước chấm siêu to khổng lồ luôn này. Các bạn nhìn này, thịt bò rất là màu rất là đẹp này. Bây giờ mình sẽ thử nhá, nếm thử nhá. Thơm thơm phô mai đấy chị nhỉ. Các bạn ơi, thịt bò rất là mềm này. Thơm thơm vị phô mai, đậm vị. Ngon lắm các bạn ạ. Mời các bạn nhá. Các cháu ăn mạnh lên. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn ạ. Thịt ngon. Mời các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Thịt này vừa thơm vừa ngon các bạn ạ. Thịt nó mềm ngon lắm các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời tất cả các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Quả tí đâu có một cho giờ lấy đâu được. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon mà dai. Dai dai sật sật. Có mùi vị vô mà. Cháu ăn mạnh lên nhá. Tốt thương bạn nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Mời tất cả các bạn ăn nhá. Mời các bạn nhá. Mời các bạn ơi. Mời tất cả các bạn nhá. Không nói gì ạ. Bà cho cháu hả? Dạ. Nè, bà mời cháu. Ngon đấy. Các bạn nha. Mẹ, tờ giấy. Bán gì nữa? Bán cho con gì nữa? Con gì đứa liễu hả? Vâng. Bột tái. Ai dạ. Được rồi, cháu được 3 miếng rồi. Rồi. Vậy tuyệt đối luôn các bạn ạ. Cháu đỉnh ở đâu tao. Không lấy hả? Xin một đĩa nữa. Ngon thế nhỉ? À, các cháu ơi, đấy cái món bò nướng phô mai thế mấy bà cháu ăn hết rồi các cháu ạ. À. Ủa nó ngon lắm.
khi ăn vào thịt bò nó rất là mềm, lại có vị phô mai nó rất là thơm, rồi là các gia vị tuyệt vời lắm các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip nhá, thì các cháu xem video ngày hôm nay thấy hay, like và chia sẻ video thì nhiều giúp bà nhá. Bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá.